Hai trụ bê tông được người dân xóm 5, thôn 8 xã Ea Đa tự ý xây trên đường liên thôn giữa thôn 7 và thôn 8 nối hai đầu với quốc lộ 26 từ năm 2020 đến nay đã gây không ít cản trở cho các phương tiện đi lại. Rào nằm này là ảnh hưởng nhà tôi rất nhiều. Bởi vì người ta đi lại, người ta nũi là hỏng cả mấy cái trụ của tôi. Bờ tường của tôi nó hỏng luôn đấy. Thế nhưng mà cũng không làm gì được. Việc bức xúc vì có nhiều xe ô tô, trong đó có cả xe tải và xe khách, né trạm thu phí BOT quốc lộ 26, chạy vào đường liên thôn với tốc độ cao, trong khi đường nhỏ, hẹp, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nơi đây. Nhiều nhà còn bị các xe làm đứt dây điện, tông đổ trụ cổng, cây ăn trái v.v. nên người dân phải xây dựng hai trụ bê tông để chặn xe ô tô. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp đúng đắn. Để mà cho bà con yên tâm là vấn đề là cái an ninh trật tự và tránh cái đường này có biện pháp như thế nào để tạo điều kiện cho bà con yên tâm, tư tưởng, dỡ hai cái trụ đi nhưng không xe được tránh đây nữa. Trao đổi với phóng viên 24 giờ cùng DRT, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Đa cho biết đã nhiều lần đối thoại vận động người dân tự nguyện tháo dỡ trụ bê tông trên đường để đảm bảo lưu thông, đồng thời tìm phương án để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng các con đường trong xã. Chúng tôi sẽ thống nhất với phòng kinh tế hạ tầng huyện và sẽ xem xét để cắm một số cái biển báo để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân đi lại nó thuận tiện.